Nếu là một fan cứng của ngoại hạng Anh, hẳn bạn còn nhớ những tập thể mạnh mẽ đã từng đoạt cúp, ví dụ như đội hình bất bại của Arsenal, hay phiên bản Manchester United với hàng công cực khủng cách đây hơn một thập kỷ. Nhưng xét về mặt thành tích, liệu đó có phải là những đội mạnh nhất lịch sử Premier League hay không? Hãy cùng Saba Sport tìm câu trả lời thông qua danh sách 5 nhà vô địch nước Anh có điểm số cao nhất trong một mùa bóng tính từ năm 1993 đến nay. 5. Chelsea mùa 2016-17, 93 điểm. Sau mùa giải 2015-16 thảm họa, Chelsea đưa Antonio Conte về sân Stamford Bridge để phục vụ công cuộc tái thiết. Chủ tịch Roman Abramovich cũng bổ sung Marco Alonso và N'Golo Kanté để tăng cường sức mạnh đội hình. Đến với ngoại hạng Anh, Conte áp dụng sơ đồ 4 hậu vệ trong 6 vòng đầu tiên. Kết quả, ông thắng 3 trận, hòa 1 trận nhưng thua 2 trận liên tiếp trước Liverpool và Arsenal. Kể từ đó, nhà cầm quân 52 tuổi quay về với hệ thống 3 trung vệ. Thành quả đến ngay tức khắc khi Chelsea thắng như chẻ tre để leo lên ngôi đầu bảng và bảo toàn vị trí đó cho tới hết mùa bóng. 4. Chelsea mùa 2004-2005, 95 điểm. Vào thời điểm năm 2004, không có huấn luyện viên nào gây được tiếng vang lớn như Jose Mourinho, cả trong và ngoài sân đấu. Tại buổi họp báo ra mắt Chelsea, ông tự tin khẳng định mình là người đặc biệt. Và những gì Mourinho làm được sau đó đã chứng minh điều này là hoàn toàn chính xác. Ngay trong mùa đầu tiên làm việc tại Stamford Bridge, ông đã xây dựng nên một tập thể vô cùng mạnh mẽ và đoàn kết. Khi ấy, The Blues chỉ thua đúng một trận và để thủng lưới 15 bàn sau 38 vòng đấu. Với tư duy đặt phòng ngự lên hàng đầu, Mourinho vượt qua hai tiền bối Sir Alex Ferguson và Arsene Wenger ngay khi mới chân ướt chân ráo đến với Premier League. 3. Man City mùa 2018-19, 98 điểm. Đây là mùa thứ 3 Pep Guardiola huấn luyện The Citizens, và cũng là mùa ông gặp phải chướng ngại vật lớn nhất trên đường tiến tới chiếc vô địch. Ở vùng Merseyside, Liverpool của Jurgen Klopp nổi lên như là một kẻ thách thức thực sự, và hai bên đã so kè từng điểm số 1 cho đến ngày cuối cùng của mùa giải. Khác biệt giữa Man City và Liverpool năm đó nằm ở màn so tài trực tiếp trên sân Etihad trong khuôn khổ vòng đấu thứ 21. Nửa xanh thành Manchester đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1, tạo tiền đề để xoán ngôi của chính lữ đoàn đỏ. Rốt cuộc, The Citizens giành 48 trên 51 điểm tối đa trong 17 vòng cuối cùng để cán đích ở vị trí thứ nhất với 98 điểm, hơn Liverpool đúng 1 điểm. 2. Liverpool mùa 2019-20, 99 điểm. Sau thất bại đáng tiếc trước Man City ở mùa 2018-19, đoàn quân của Jurgen Klopp thể hiện quyết tâm cực lớn khi bước vào chiến dịch 2019-20. Mohamed Salah và các đồng đội toàn thắng 8 trận đầu tiên, sau đó bị Man United cầm chân ở Old Trafford, nhưng trở lại bằng 18 chiến thắng liên tiếp. Cho đến trước vòng đấu thứ 28, Liverpool đã bỏ xa đội nhì bảng tới 22 điểm. Nhiều người tin rằng đội chủ sân Anfield có thể vượt qua mốc 100 điểm. Tuy nhiên, phong độ của lữ đoàn đỏ bị ảnh hưởng đôi chút ở giai đoạn tiếp theo khi họ thua 2 và hòa 2 trong 10 trận cuối. Điểm số của Liverpool khi về đích là 99, kém 1 điểm so với kỷ lục của ngoại hạng Anh. 1. Man City mùa 2017-18, 100 điểm. Sau một năm làm quen và học hỏi nhiều điều từ nền bóng đá xứ sở sương mù, Pep Guardiola bắt đầu hành trình chinh phục ngôi vương ở mùa giải 2017-18. Ông và các học trò khởi đầu chiến dịch một cách tuyệt vời với 20 chiến thắng và 2 trận hòa sau 22 vòng đấu đầu tiên. Phải đến chuyến đi tới sân Liverpool ở vòng 23, The Citizens mới nếm trải cảm giác thất bại. Trong phần còn lại của mùa bóng, đội chủ sân Etihad chỉ thua thêm một trận. Kết quả, nửa xanh thành Manchester cán mốc 100 điểm, điều mà đến nay chưa câu lạc bộ nào tái hiện được. Không chỉ lập kỷ lục về điểm số, Man City phiên bản 2017-18 cũng trở thành đội ghi nhiều bàn nhất trong một mùa giải với 106 pha lập công. Video đến đây là kết thúc. Saba Sport cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.